Gì nữa không ạ? Nếu mà mỗi thế thôi thì là chưa đủ. Chưa 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 thấy tỏ ra cái sự khác biệt. Cái này cũng có thể là do Chúa ban nữa. Nhưng mà Chúa ban là không phải tự nhiên mình có ngay, mà Chúa ban để từ đó nó phải rèn luyện để được nảy nở ra, cần cái sự đáp ứng của mình. Cái này thì cái đáp ứng của mình chỉ cần là đức tin thôi. Mình chỉ cần có đức tin nên là lòng khao khát là mình có thể nhận được rồi. Gì nữa ạ? Rồi xin mời ai chăm chú nghe giảng nhất. Mời chị Lan nào. Về cơ bản là chúng ta cái này chúng ta phải rèn luyện, còn cái này thì chúng ta chỉ cần lấy đức tin để mà tiếp nhận. Bây giờ chúng ta sẽ học vào 6 ân tứ còn lại nhé. Chiếu dùm sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 11, à xin lỗi, đoạn thứ 12. Mọi người có buồn ngủ không ạ? Nếu mà buồn ngủ thì đứng dậy sẽ hoạt động một tí. Có buồn ngủ không ạ? Không rồi, ok, không nghỉ mình. Chiếu từ đầu. Hỡi anh em, tôi không muốn cho anh em không biết về sự ban cho thiêng liêng. Paulo nói làm sao? Một người sứ đồ thật của Chúa là sẽ muốn cho hội thánh biết về các ân tứ thuộc linh. Để làm gì? Vì mục đích của các ân tứ để làm gì? Gây dựng mình và gây dựng hội thánh. Cho nên nếu như không biết về ân tứ thuộc linh thì sao? Không thể gây dựng hội thánh được theo như ý định của Chúa. Mình bảo tôi không cần phải ân tứ thuộc linh tôi vẫn gây dựng được thì đấy là theo cách của mình, nhưng mà đây là cách của Chúa mà, chúng ta thấy không ạ? Còn nói tôi không muốn cho anh chị em là không biết, tức là anh em tôi muốn là tất cả anh chị em phải biết. Tiếp, chỉnh tiếp hộ ấy. Thực ra này dùng cái bản kia cũng được, thì sẽ nhìn được nhiều câu hơn, nó chủ động hơn. Tivi cũng to mà. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo thì bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Này hơi mất thời gian. Thì để cho chủ động chỉnh chiếu bản kia đi. Để nó lên cả màn hình ấy. Bởi đó tôi tỏ cùng anh em rằng chẳng có ai cảm Thánh Linh mà nói của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa, nếu không cảm Thánh Linh cũng không ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Tại sao Phaolô lại nói điều này ở đây? Không bởi Thánh Linh cảm động thì không ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa, mà cũng Thánh Linh cũng chẳng cảm động ai để rủa xả Đức Chúa Giêsu. Rồi các ân tứ này là ân tứ gì? Ân tứ thuộc linh đến từ Đức Đức Thánh Linh.
Thì cái vấn đề đây này, người này nói cái ông tứ, ân tứ kia gì, ông đấy ông từ quỷ, nói tiếng lạ từ quỷ. Ông kia bảo không, nói tiên tri mới từ quỷ. Ông kia bảo làm phép lạ đấy là phép lạ của quỷ đấy, chứ không phải là phép lạ của Chúa đâu. Thì Phao-lô cho chúng ta một trong những cái công thức để nhận biết được cái nào đến từ Chúa, cái nào đến từ quỷ. Dựa vào cái câu trên vừa rồi đấy, quay trở lại hộ đấy. Đó là gì? Nếu nó đến từ Thánh Linh thì sao chiếu dùm? Cái này nó rất là bất tiện cho cái bản kinh thánh thường thường đấy. Nó một loạt câu cùng với nhau ấy. Nếu đến từ Đức Thánh Linh thì nó sẽ dẫn đến cái gì? Tôi đọc lại câu đấy nhé. Không ai cảm Thánh Linh, không ai được Thánh Linh cảm động đi rủa xả Giê-xu ấy. Chẳng có một Thánh Linh nào cảm động người ta đi rủa xả Giê-xu. Mà cũng không có ma quỷ nào cảm động lòng mình đi tôn cao Giê-xu. Mọi người đây nhìn lại cái câu ý của câu Kinh Thánh này, thấy ông Phao-lô phân tích chưa ạ? Mọi người hiểu chưa? Không có Thánh Linh nào cảm động mình đi rủa xả Giê-xu, mà không có ma quỷ nào đi cảm động mình để tôn cao Giê-xu. Thế như vậy công tác của Đức Thánh Linh là gì? Tôn cao Chúa Giê-xu. Từ đây thì chúng ta, Phao-lô chỉ cho chúng ta một trong những cái để nhận biết được Thánh Linh thật hay Thánh Linh giả là gì. Đúng rồi. Anh nói có Thánh Linh là được, không sao, anh cứ nói, anh cứ vẫn vận hành, anh cứ nói tiên tri, nói cái gì cũng được. Câu hỏi tôi đặt ra, tôi phải xem là nếu như đến từ Thánh Linh thì nó có tôn cao Giê-xu hay không? Nếu như không tôn cao Giê-xu thì chắc chắn không phải đến từ Thánh Linh thật. Mà cũng chẳng có ma quỷ nào nó cảm động lòng một người tự nhiên như cứ đi tôn vinh Chúa Giê-xu cả. Vì bản chất của ma quỷ là gì? Chống đối Chúa Giê-xu. Cái từ Satan có nghĩa là gì ạ? Từ này có nghĩa là kẻ chống địch. Khi mà Chúa Giê-xu đi giảng đạo mà làm các phép lạ thì các môn đồ về thuật với thầy: ô thầy ơi, có một nhóm bọn kia chúng nó không theo chúng ta mà nó lại dám nhân dân thầy mà đuổi quỷ, bây giờ thầy có bảo có để chúng tôi đến để cấm chúng nó không? Mọi người có nhớ chỗ đấy ở đâu không? Sách Răng à? Chúa Giê-xu bảo làm sao? Ai không chống lại ta thì thuận với ta. Đâu nhất thiết họ phải ở cùng hội với chúng ta đâu các con ấy. Các con xây dựng tinh thần giáo phái ngay từ đầu tiên ấy. Quý vị thấy không ạ? Chúa Giê-xu bảo sao? Ai không chống với ta thì thuận với ta. Không nhất thiết họ phải cùng hội với mình. Đây cũng là một trong cái tinh thần nữa để chúng ta xem đến từ Thánh Linh hay không này. Quý vị thấy các sứ đồ có ông nào chống ông nào? Ông Phi-e-rơ một lãnh vực, ông Phao-lô một lãnh vực, ông A-pô-lô, mỗi ông một lãnh địa khác nhau, có ông nào chửi rủa ông nào? Có ông nào chống ông nào? Các chức vụ, năm chức vụ có ai chống ai không? Thế từ đấy chúng ta hiểu thế nào? Làm thế nào để chúng ta nhận diện được thật giả? Một trong dấu hiệu đó là nhận biết thật giả. Một chức vụ thật thì sao? Sẽ không chống đối chức vụ thật. Vì mục tiêu cuối cùng sẽ là gì? Gây dựng hội thánh. Mà hội thánh thì nó có phải giới hạn ở trong giáo phái mình không? Giáo phái mình nó chỉ là một hội thánh địa phương thôi. Hội thánh của Chúa Giê-xu là toàn cầu. Người ở tất cả các giáo phái, các nhóm nhánh khác nhau, các hội thánh khác nhau. Nên đặc điểm đây là gì? Ai không chống với ta thì thuận với ta.
Đấy là câu Kinh Thánh Chúa Giêsu nói. Từ đây Chúa Giêsu nói điều này cũng để nhắc cho môn đồ nhớ một điều mà có lẽ rằng là đến tận bây giờ chúng ta hiểu thì nó sẽ rõ hơn, đó là môn đồ của Chúa Giêsu sẽ có rất nhiều nhóm nhánh giáo phái khác nhau. Và những môn đồ thật của Chúa Giêsu sẽ không chống nhau. Môn đồ thật của Chúa Giêsu sẽ ủng hộ cho công việc nhau để tôn cao Chúa Giêsu. Thế bây giờ quay trở lại hội thánh Corinto. Hội thánh Corinto có nhiều ân tứ nhưng mà họ cũng chống phá nhau ghê lắm. Người này nói xấu người kia và người này khinh thường người kia. Người có ân tứ thuộc linh thì khinh thường người không có ân tứ thuộc linh. Ân tứ này thì coi đánh giá thấp ân tứ kia. Cứ tranh đấu nhau như vậy. Ông Phaolô cũng phải viết cả một cái lá thư để nhắc lại cho hội thánh rằng là chúng ta là nhiều người nhưng mà là một. Đều mục đích chung là gây dựng thân thể của Chúa và gây dựng chính mình. Khi anh em có ân tứ là mình được phước và người khác được phước. Anh chị em cảm tạ ơn Chúa điều đó chứ không có chống nghịch nhau. Rồi, còn cái dấu hiệu nào để chúng ta biết rằng không phải đến từ Đức Thánh Linh không? Mọi người cứ nói đi, đừng sợ sai. Không gì? Không đúng với Kinh Thánh à? Không đúng với Kinh Thánh mới không đề cập Kinh Thánh nên lại khác nhau nữa đấy. Không đúng với Kinh Thánh, thế nào là không đúng với Kinh Thánh? Có khi người ta không đúng theo quan điểm của anh nhưng lại đúng theo quan điểm của tôi. Thế thì bây giờ nói không có trong Kinh Thánh, bây giờ tôi sẽ mở rộng ra thôi. Cái này nó sẽ nằm nhiều hơn ở trong cái phần cầu nguyện chữa lành và giải cứu. Anh chị em xem cái clip cầu nguyện của ông TV Joshua và nhiều người mà ông ấy đến dự hội thánh của ông ấy, thì ông ấy thường dùng cái gì? Nước. Nước để cầu nguyện. Ông ấy thì trực tiếp ông không cần dùng, nhưng mà những người mà không ở đấy, người ta đi nơi khác cầu nguyện mà không có ông thì ông sẽ cầu nguyện sức dầu trên cái nước ấy và người ta cầm đi. Sức dầu đuổi quỷ, quỷ thì có ra không? Thế thì quỷ nó ra nhờ nước hay nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Thế bây giờ anh chị em cầm nước phun vào người mà đấy nên quỷ nó có ra không? Thế nó ra nhờ cái gì? Rồi, thế bây giờ trường hợp của Phaolô, cái khăn tay của Phaolô đấy, khăn mùi xoa đó mà Phaolô dùng á, đặt trên người bệnh cũng được lành, được ghi lại ở dấu công vụ các sứ đồ. Thế người ta được lành là nhờ cái gì? Rồi cái bóng Phi-e-rơ đi qua cũng làm cho người ta được lành bệnh. Thế người ta được chữa lành nhờ cái gì? Cái khăn anh chị em thử vất cho người bệnh có được lành không? Thế là khác biệt là cái gì? Khác biệt ở cái là cái nước mà ông ấy mà những người mà ông ấy bảo mang về đó là ông đã cầu nguyện có sự sức dầu của ông ấy rồi. Chứ còn anh chị em có xịt từ đầu đến chân người ta chứ ướt người ấy, chả thấy ma quỷ đâu ra cả. Đấy, khăn của Phi-e-rơ cũng thế thôi. Khăn của Phi-e-rơ đặt trên, khăn của Phao-lô đặt trên người bệnh được lành. Đã, bởi vì tại sao Phao-lô có sự sức dầu? Thế còn anh chị em đặt tay trực tiếp mà có khi đừng không lành. Nó ăn thua là ăn thua ở cái gì? Sự sức dầu nằm trong vật thể đấy. Sự sức dầu nằm ở trong vật thể mà sự sức dầu của nó thì nó có khả năng lan tỏa bất cứ một vật nào.
Thế tôi hỏi anh chị em, trong Kinh Thánh có nói rằng khi mình cầu nguyện cho người khác là mình cầm nước mình chỉ xịt như thế không? Thế Kinh Thánh dạy chúng ta khi cầu nguyện làm gì? Trong Mác đoạn 16 nói rằng hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Thế nhưng mà tại sao lại có vụ xịt xịt thì sao? Rồi cần ông Bob Larson ở bên Mỹ ấy, như ông cầu nguyện đuổi quỷ thì ông ấy chuyên dùng quyển Kinh Thánh và cây thập giá. Và ông huấn luyện cho đội ngũ của ông thì 100 người đều y nhau, đều dùng Kinh Thánh và thập giá. Tất nhiên là người ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Nhưng mà khi quyển Kinh Thánh với cây thập giá đấy người ta dùng, người ta cầu nguyện đuổi quỷ đấy, thì mà chỉ cần dí vào bụng của cái người bị cám là cái con quỷ nó la hét ầm ĩ này. Mà Kinh Thánh mà chỉ cần đập một phát vào người là nó sợ, nó đau lắm. Mà những cái người mà ông đào tạo cũng như thế luôn. Thế bây giờ thì sao? Cái sức mạnh nó nằm ở quyển Kinh Thánh, ở thập tự giá hay nằm ở cái gì? Nó nằm ở sự sức giàu, đúng không? Sự sức giàu bẻ gãy các xiềng hung ác. Chỗ nào nói sự sức giàu bẻ gãy mọi xiềng hung ác? Ê sai và được ứng nghiệm. Chúa Giêsu nói lại ở đâu? Luca. Ngài đã sức giàu cho ta để mở các chói, bẻ gãy các xiềng hung ác, trong Luca đoạn bao nhiêu? Luca đoạn 4 câu 18-19. Luca đoạn 4 câu 18 câu 19. Sự sức giàu sẽ bẻ gãy mọi xiềng hung ác. Chứ bản thân cái khăn nó không có quyền năng. Cái nước nó không có quyền năng. Quyền Kinh Thánh không có quyền năng. Nhiều người nghĩ quyển Kinh Thánh có quyền năng. Quyển Kinh Thánh không có quyền năng, lời Chúa mới có quyền năng. Mọi người thấy hiểu cái sự khác biệt thì tôi nói không? Lời Chúa được chép vào trong quyển Kinh Thánh, cái lời đấy mới có quyền năng, chứ bản thân quyển Kinh Thánh không có quyền năng. Nó chỉ là một quyển sách in. Cái thập tự giá cũng không có quyền năng. Nhưng mà sự sức giàu đến thì bất cứ một vận dụng nào mình dùng đều có thể bẻ gãy mọi sự hung ác hết. Thì sẽ có rất là nhiều điều mà không có được đề cập ở trong Kinh Thánh. Cái đấy gọi là cách thức. Những cái cách thức này không nhất thiết phải được đề cập trong Kinh Thánh. Nhưng khi người ta cầu nguyện, là cầu nguyện nhân danh ai? Thử hỏi mấy cái ông cầu nguyện đuổi quỷ chữa lành, ông có nhân danh cá nhân mình hay nhân danh một vị thần nào khác không? Họ có nhân danh Đức Mẹ Maria không? Họ nhân danh Đức Chúa Giêsu đuổi quỷ mà chữa lành cơ mà. Thế thì khi người ta nhân danh Chúa Giêsu thì chúng ta lại có một cái nguyên tắc chống thuận đây mà Chúa Giêsu nói, đó là không ai cảm Thánh Linh. Đấy là Phaolô xin nói, không ai cảm Thánh Linh mà nói Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa, cũng không có Satan nào mà cảm động lòng người ta ca ngợi Chúa Giêsu. Thế vậy người ta nhân danh Chúa Giêsu người bệnh được lành. Thế còn cái cách thức thì tùy vào lúc, mỗi lúc Chúa sử dụng, Chúa dẫn dắt mỗi một người khác nhau. Và có người bảo là thế thì những cách đấy nó không có trong Kinh Thánh thì mình không nên, không được dùng. Trong Kinh Thánh Chúa Giêsu chữa bệnh như nào? Rồi thường thì Chúa Giêsu nói một câu thì người ta được lành. Nhưng mà không phải, có phải là tất cả mọi lúc Chúa đều làm như vậy không? Người đàn bà bị bệnh mất huyết thì được lành nhờ gì? Sờ gấu áo Chúa. Thế cái cách gì đem lại sự chữa lành? Cái áo này nó đem lại sự chữa lành hay cái gì? Sự sức giàu của Chúa Giêsu nó đến trên cả những vật thể Chúa Giêsu dùng nữa. Cái câu nào Chúa Giêsu nói mà chúng ta biết là sự sức giàu nó đến trên áo Chúa Giêsu? Ta thấy quyền năng phát ra từ ta.
Như vậy là Ngài cảm nhận được cái sự sức giàu của Ngài đến và tác động trên những môi trường xung quanh. Rồi lần khác gặp người mù thì Chúa Giêsu bảo người mù đi chữa lành bằng cách nào? Rửa nơi ao Sinoe. Lần khác thì Chúa Giêsu hòa nhổ nước bọt, hòa bùn vào, đắp lên mắt của người mù đấy, và người mù được lành. Thì cái cách như thế chúng ta có thể áp dụng được không? Có thể áp dụng được không? Cái quan trọng nhất là họ có tôn cao Chúa Giêsu không? Và người mù có được lành, người bệnh có được lành hay không? Và khi lành rồi thì người ta sẽ hướng tới người ấy đến Chúa Giêsu hay đến với ai? Để mình xác định là cái nguồn. Thế còn tất cả như là rửa neo Sinoe hay nhổ nước bọt vào đất rồi đắp lên mắt, đấy là cách thức. Cách thức thì không bao giờ chúng ta nên dập khuôn, mà tùy theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Bất cứ một cách nào mà Chúa có thể sử dụng. Trước đây tôi có đọc một tài liệu của một cái ông này. Nói về một ông ấy thì ông ấy là ông ấy cầu nguyện chữa lành cũng hơi kỳ lạ. Tức là ông ấy cầu nguyện chữa lành, ông cứ đấm thẳng một phát vào người bệnh nhân, đấm quýt. Đấm thế mà bệnh người ta khỏi ấy. Bây giờ anh chị em thử đấm vào người bệnh xem người bệnh có khỏi không? Đấm xong người ta chết luôn. Nhưng mà ông ấy đấm thì người ta lại lành nhá. Cái cách rất lạ. Cái cách thức không quan trọng, quan trọng nhất là cái kết quả. Người bệnh được lành. Và đương nhiên người ta đấm hay người ta đặt tay hay người ta làm gì cũng đều nhân danh. Nhân danh Chúa Giêsu. Rồi sự chữa lành thì nó có rất là nhiều cách thức khác nhau và không một ai giống ai hết. Có những người thì được ơn chữa lành bách bệnh. Bách bệnh, bệnh nào cầu nguyện này là hết. Có những người thì cầu nguyện chỉ hiệu quả trong một hai loại bệnh. Còn những bệnh khác người ta có cầu nguyện nhưng hiệu quả rất thấp. Còn khi mà đúng cái bệnh mà người ta chuyên cầu nguyện thì hiệu quả rất cao. Gần như 100 người thì được chữa lành hết 100. Chúng ta tạm hiểu như họ như là bác sĩ chuyên khoa. Thế bây giờ cái điều đấy nó có ngược lại Kinh Thánh không? Nó có ngược lại Kinh Thánh không? Trong sách Mác nói rằng hễ đặt Mác đoạn 16 câu 15, 16 vào ông hay câu bao nhiêu ạ? Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Thế còn lành cái gì, lành bao nhiêu bệnh thì cái đấy là chi tiết hóa. Rồi chỗ nào trong Kinh Thánh nói về việc đặt tay cầu nguyện chữa lành nữa? Trong Gia Cơ nói nếu trong vòng anh em có người bệnh thì người đấy mời các trưởng lão đến sức dầu, đặt tay sức dầu trên người bệnh thì người bệnh được lành và nếu có tội sẽ được tha. Như vậy cái việc đặt tay có không ạ? Tại sao phải đặt tay? Mà không đặt tay có được không? Tại sao được, tại sao không? Mà có người lại còn lý luận như này, đặt tay là có người thì đặt phải đặt lên đầu, có người mà không được đặt lên đầu. Kinh Thánh có nói đặt lên đâu không? Nhưng mà có nói đến việc đặt tay, tại sao phải đặt tay? Đặt tay mới nói đến sự kết nối. Sự kết nối giữa người cầu nguyện và người được cầu nguyện. Thế đặt vào đâu? Đặt vào đầu. Đặt chỗ khác có được không? Tuy nhiên có một số chỗ nhạy cảm ở trong cơ thể thì không nên đặt. Hoặc là có nếu mà cần phải đặt ấy, thì ví dụ như là nếu mà là nữ giới ấy, thì sẽ nhờ một người nữ đặt tay trên những cái chỗ nhạy cảm đấy. Và mình là người nam giới thì mình sẽ đặt tay trên tay của người kia.
Đó. Nếu mà mình thấy điều đó thực sự cần thiết. Còn nếu mà cảm thấy không cần thiết thì những cái chỗ nhạy cảm như thế thì mình không nên đặt tay, nếu có thể được. Bởi vì thực ra đặt tay đó là một sự kết nối, mà mình có thể đặt tay trên bất cứ chỗ nào chứ không phải chỉ đặt tay vào đúng chỗ đau. Bởi vì có người ta quan niệm là đau ở đâu phải đặt tay vào đúng ở đấy mới được. Thế mình không đặt tay vào chỗ đấy, mình đặt tay chỗ khác thì có được lành hay không? Thế thì cũng giống như là ông Phaolô đấy, cái khăn của ông ấy có thể làm cho người bệnh được lành. Thế thì họ đem cái khăn đấy họ đặt đúng vào chỗ bệnh hay chỉ cần đặt lên bất cứ chỗ nào ở trong người? Vấn đề nó nằm rất nhiều ở cái sự sức giàu đấy. Nên đặt tay nó chỉ là một hình thức kết nối thôi. Anh em nhé, nó chỉ là một hình thức kết nối. Thế không đặt tay có được không? Có được lành không? Bởi vì kết nối thì chúng ta có bao nhiêu hình thức kết nối? Rất nhiều hình thức kết nối. Đặt tay là một hình thức trực tiếp này. Ngại kết nối trong linh. Tức là ví dụ tôi không đặt tay trực tiếp trên anh, nhưng mà trong linh của tôi là tôi đã đặt tay trên anh rồi. Tôi đã kết nối trên anh rồi. Thì đấy cũng là một sự kết nối. Bây giờ chúng ta hiểu cái câu Kinh Thánh này. Chúa Giêsu nói rằng ai nhìn một người đàn bà mà động lòng ham muốn đã phạm tội tà dâm. Tại sao mà mình nhìn người ta mà động lòng ham muốn là mình đã phạm tội? Chính là sự kết nối. Kết nối trong linh đấy. Mặc dù thực tế thì mình chưa. Tất nhiên là giữa cái việc tư tưởng mấy việc thực tế là hai việc rất khác nhau. Phạm tội bằng mặt tư tưởng nó rất là khác với việc phạm tội thực tế. Nhưng mà trước mặt Chúa thì phạm tội trong tư tưởng đã là phạm tội, bởi vì đó là sự kết nối. Khi anh tưởng tượng về một người phụ nữ nào và anh mường tượng ra tất cả những cái hành động dâm dục ấy, thì anh đã kết nối trong linh rồi. Giấc mơ có phải là hình thức kết nối không? Cũng là một hình thức kết nối. Thế thì có rất nhiều hình thức kết nối khác nhau, và hình thức thực tế và phổ thông nhất đó là đặt tay, chứ không phải là hình thức duy nhất. Mọi người nhớ hộ tôi nhé. Đặt tay là một trong những hình thức kết nối chứ không phải là hình thức duy nhất. Có những người tôi cầu nguyện qua Zoom mà người ta cũng được lành bệnh. Tôi đuổi quỷ qua Zoom mà mang quỷ nó cũng sợ đấy. Quý vị thấy không? Đâu có cần phải đặt tay trực tiếp. Mình đặt tay trực tiếp thì đối với mình thì rất tốt. Nhưng nếu không được như vậy thì mình kết nối không qua cái hình thức đấy vẫn được mà. Vì trong thế giới linh nó là vượt không gian và thời gian và địa điểm. Còn một cái vấn đề nữa ở đây ấy, làm thế nào để chúng ta nhận diện được cái nào thực sự đến từ Thánh Linh và cái nào không đến từ Thánh Linh? Ngoài cái việc tôn cao Chúa Giêsu này, ngoài cái việc là các môn đồ thật của Chúa Giêsu sẽ không chống đối nhau này, mình sẽ nhận diện được có điều gì nữa? Chúa Giêsu dạy điều gì? Nhìn trái thì biết cây. Cây tốt không sinh ra trái xấu và cây xấu không sinh ra trái tốt. Cộng thêm một cái dấu hiệu nữa. Đó là dấu hiệu ứng nghiệm. Làm thế nào để biết được một lời tiên tri đến từ Chúa và một lời tiên tri không đến từ nơi Chúa? Đây là một trong đặc điểm nhé, là ứng nghiệm. Trong Cựu Ước thì Chúa Giêsu nói rằng nếu mà tiên tri nói mà lời không xảy ra thì tiên tri đấy không đến từ nơi Chúa. Nhưng đây có phải là dấu hiệu duy nhất không? Liệu như tiên tri thật có thể nói mà nó không xảy ra không? Cái này chúng ta đã học ở trong cái lớp về bà ân tứ, anh chị em có thể nghe lại thêm. Thế thì không ứng nghiệm lời tiên tri mình nói chỉ là một trong những
dấu hiệu để nhận diện rằng có phải đến từ Thánh Linh hay không. Thế bây giờ đặt lại câu hỏi. Ông T.B. Joshua là ông tiên tri thật hay tiên tri giả? Tại sao nói thật, tại sao nói giả? Làm nhiều cái người ta lý luận rằng là ma quỷ vẫn có thể làm được phép lạ cơ mà. Ông ấy nói sai một số sự kiện, cho nên là người ta mới tố cáo ông là tiên tri giả. Và sự kiện nổi tiếng nhất là ông nói sai về cái vấn đề Covid ấy. Nhưng mà có phải là chỉ vì nói sai cái là mình kết luận giả hay không? Một tiên tri giả là gì? Thế nào là tiên tri giả? Tiên tri giả, sứ đồ giả, mục sư giả, giáo sư giả, tiên tri giả là gì? Các cái chức vụ giả đấy là gì? Cơ đốc nhân giả là gì? Hả? À? Gì nữa? Giảng đúng vẫn có thể là giả quý vị nhé. Không phải là giảng đúng là không phải là giả đâu, mà cũng không có nghĩa là giảng sai đã là thật rồi. Nếu mà giả mà dễ nhận diện thế thì làm sao mà nó gọi là giả, làm sao nó lừa được hội thánh. Chúa Giêsu cảnh báo làm sao? Ma quỷ đến lừa dối cả những người được chọn. Quý vị thấy không? Chứ nếu mà những người của nó mà rất dễ nhận diện thì làm sao mà nó lừa được ai? Không dễ dàng nhận diện được những người giả. Cho nên Chúa Giêsu mới cảnh tỉnh là có nhiều Christ giả, nhiều Giêsu giả, nhiều sứ đồ giả, nhiều giáo sư giả, nhiều mục sư giả. Có nghĩa là rất khó nhận diện, không dễ dàng nhận diện đâu. Giả nó vẫn có thể giảng đúng kinh thánh, mà thật cũng có thể giảng sai kinh thánh. Người ta giảng sai không phải vì người ta cố tình giảng sai, mà vì người ta chưa hiểu đúng thì người ta có thể giảng sai. Thế thì giả đấy chính là gì? Mục đích của cái giả đấy là gì? Sói, đội lốt, chiên. Chúa Giêsu nói cái hình ảnh này là rất dễ để nhận diện đây này. Sói đội lốt chiên có nghĩa là gì? Bên ngoài rất tốt, bên ngoài rất thuộc linh, nhưng mục đích cuối cùng của nó là gì? Cướp giết hủy diệt, đúng rồi. Không có một điều tốt nào đến từ ma quỷ, và cũng không có một điều xấu nào đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên là đây cũng là một điều để Chúa Giêsu gợi ý để chúng ta nhận biết được, để anh chị em tất cả chúng ta cần phải cẩn trọng trong thời kỳ cuối cùng nhé. Mục đích của giáo sư giả, tiên tri giả, mục sư giả cuối cùng của nó vẫn là hủy diệt hội thánh. Hủy diệt hội thánh. Vì bản chất của Satan là cướp giết vào cướp này, giết này và hủy diệt. Tôi hỏi anh chị em, T.B. Joshua ông có cướp giết hủy diệt hội thánh không, hay ông gây dựng hội thánh? Hay ông gây dựng hội thánh? Chúa thì không có sai, nhưng mà nói tiên tri thì có thể sai. Quý vị biết là chỉ có mỗi ông cái nói không bao giờ sai là nói cái gì không? Nói đúng kinh thánh không bao giờ sai. Nhưng mà nói tiên tri thì có thể sai, bởi vì sao? Mình có mấy nguồn đến với tâm trí của mình? Thánh linh này, tà linh này, nhân linh này. Nhân linh tức là cái tâm linh của con người của mình. Mình có chắc chắn 100% là mình đã nghe, là luôn luôn mình biết cái này là của thánh linh, cái kia là của ma quỷ không? Anh chị em có nhầm không?
Chỉ có mỗi kinh thánh chúng ta cầm sách chúng ta đọc lên thì chúng ta không biết chắc là không sai. Thế còn đâu tất cả những cái gì nó không có đến từ kinh thánh ấy, mà mình nghe ở trong tâm linh của mình có thể sai. Có thể đúng, có thể sai. Chính vì vậy Phaolô mới nói rằng khi mà nói tiên tri thì những người khác lên làm gì? Suy xét. Khi một người nói tiên tri thì người đó phải suy xét. Cho nên trong thơ khác ông Phaolô nói với hội thánh sao chớ khinh rẻ những lời tiên tri, phải suy xét. Điều đấy có nghĩa rằng là người ta có nói gì thì nói, mình nghe đừng tiếp nhận ngay như lời của Chúa mà phải suy xét. Quý vị thấy không? Khi mà nói đến tiên tri thì ông nói bảo với hội thánh làm sao? Tất cả không được khinh rẻ nhưng phải suy xét. Và cũng đừng tiếp nhận ngay, luôn luôn phải suy xét. Xem nó có ứng nghiệm hay không? Xem nó có phù hợp với kinh thánh không? Nó tôn cao Chúa Giêsu không? Nó có gây dựng chính mình, cái người nghe đấy không? Suy xét là suy xét cái lời tiên tri nhé. Ai chưa nghe cái loạt bài về ba ân tứ nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ và nói tiên tri thì nên nghe. Trong bài đấy tôi phân tích rất kỹ. Ngay cả những người của ma quỷ vẫn có thể nói tiên tri đúng cơ mà. Người của ma quỷ có thể nói tiên tri đúng và người của Chúa có thể nói tiên tri sai. Nhưng đã là người của Chúa thì không bao giờ có cái mục đích cướp, giết và hủy diệt. Còn người của ma quỷ ấy, nói có đúng đến mấy thì mục đích cuối cùng của nó vẫn là cướp, giết và hủy diệt. Hay nói cách khác là chúng ta xem cái này là xem cái động cơ này. Động cơ ẩn giấu đằng sau của tất cả những lời tiên tri, của tất cả những cái phép lạ, của tất cả những cái đấy là cái gì? Nó có tôn cao Chúa Giêsu hay không? Nó có dẫn người ta đến cái việc yêu mến kinh thánh hay không? Nó có dẫn người ta đến một cái đời sống thanh sạch, thánh khiết hay không? Chứ người ta nói lại dẫn người ta đến một đời sống luông tuồng thì để không được. Còn thì có thể không đến từ nơi Chúa. Có câu hỏi không ạ? Dạ, cảm ơn. Tại sao chúng ta lại nói đến Chúa Giêsu mà mình không phủ nhận Đức Chúa Cha hay là các cái thân vị khác của Thiên Chúa? Bởi vì tin Đức Chúa Trời không được cứu rỗi, tin Thánh Linh không được cứu rỗi, mà chỉ có tin Chúa Giêsu mới được cứu rỗi. Tại sao? Chúa Cha có chết cho anh chị em đâu. Kinh Thánh nói chỉ có Chúa Giêsu mới chết, mới đổ huyết, mới sống lại cho anh chị em thôi. Nhân danh ai thì lời cầu nguyện được nhận? Nhân danh Thánh Linh hay nhân danh Đức Chúa Cha? Nhân danh Giêsu. Kinh Thánh nói Chúa Giêsu là đấng trung gian giữa trời và đất. Cho nên chỉ có Chúa Giêsu mới là nhân danh Chúa Giêsu. Khi mà Kinh Thánh nói thì luôn luôn đề cao Chúa Giêsu. Nhưng mà cũng có những người người ta không có nói nhiều đến Giêsu, người ta nói là tôn cao Đức Chúa Cha thì cũng thế thôi. Bởi vì Cha với Con là một. Chúa Giêsu nói Ta với Cha là một. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu, Đức Linh không bao giờ đối chọi nhau. Không bao giờ có chuyện Cha, Con, Thánh Linh mà ông này chống ông kia cả. Không bao giờ có chuyện đấy. Cho nên nếu như mà cảm Thánh Linh thì luôn luôn sẽ hướng về Chúa Giêsu và hướng về Chúa Cha. Mà đến từ Chúa Cha thì cũng hướng về Thánh Linh, về Giêsu. Không bao giờ có sự bất đồng giữa ba ngôi vị này. Nên là cùng một Thánh Linh mà cảm động ông tiên tri này mà lại chống lại cái ông sứ đồ kia thì không đúng. Ông tiên tri này nó đến từ nơi Chúa mà lại cảm động, Chúa lại cảm động, lại chống lại ông kia thì không đúng. Trừ khi một trong hai ông ấy là giả. Còn hai ông là thật thì không bao giờ có chuyện hai ông chống nhau.
Vì cùng một thánh linh mà. Không bao giờ có chuyện là thánh linh cảm Phaolô chống lại Phi-e-rơ hay là thánh linh cảm Phi-e-rơ chống lại Phaolô. Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ có một trong hai ông là giả thì có chống lại nhau thì đúng. Còn không bao giờ có chuyện cùng một thánh linh mà cảm ông này chống ông kia. Không bao giờ. Người ta chỉ chống lại khi nó có cái gì sai thôi. Có khi nào Phaolô chống lại Phi-e-rơ? Đúng rồi. Khi Phi-e-rơ ngồi với người ngoại đạo, ngoại bang, xin lỗi, người với ngồi ngoại bang, thì ông tự tin lắm, nhưng khi có người Do Thái đến, ông đứng dậy, ông bỏ đi. Sợ người Do Thái bắt bẻ là lại đi ngồi với người ngoại bang. Bởi vì cái thời kỳ đó là thời kỳ khởi đầu mà người ta chưa chấp nhận, người Do Thái chưa chấp nhận cái việc là người Do Thái mà ngồi ăn cùng với người ngoại bang đâu. Không có chuyện đấy, người ta không chấp nhận. Thế bây giờ mà Phi-e-rơ ngồi ăn cùng với người ngoại bang là tạo ra một sự đột phá đấy. Mà rất nhiều người Do Thái bảo thủ, người ta sẽ chống đối. Thì đến khi mà ông ấy thấy người Do Thái đến thì ông ấy đứng dậy, ông bỏ, ông đi trốn đi mất. Ông Phaolô chỉ nói thẳng vào Phi-e-rơ, ông nói: ông sống như thế là giả hình. Nhưng mà có phải là Phaolô chống chức vụ của Phi-e-rơ không? Có phải không? Phaolô đang của trách Phi-e-rơ về một cái hành động sai của ông ấy. Vì ông ấy sợ bị người Do Thái chỉ trích. Chứ không phải là Phaolô chống Phi-e-rơ. Nó khác nhau nhé. Đó là những người, người ta cùng một chức vụ, người ta giúp đỡ nhau để trưởng thành trong Chúa, chứ không phải là chống đối nhau. Cho nên không bao giờ có chuyện là cùng một thánh linh mà lại cảm ông mục sư này đi chống ông mục sư kia, hay cảm tiên tri này đi chống tiên tri kia. Không bao giờ có chuyện đấy. Chỉ trừ khi đó là giả. Nó là giả. Giả với sai là khác nhau nhé. Giả với sai là khác nhau. Tiên tri thật vẫn có thể sai, nhưng mà tiên tri giả đó thì nó có thể đúng, nhưng mà mục đích cuối cùng của nó là cướp giết và hủy diệt. Rồi bây giờ tôi đưa ra một nhân vật này để mọi người suy nghĩ. Mà ông này, ông tên là A.A. Allen. Ông ấy chết rồi. Và đây là một trong những con người vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông ấy được sự sức dầu chữa lành đặc biệt vô cùng. Nhưng trước khi chữa lành thì ông lại nói tiên tri hết cho mọi người. Ông ấy đọc hết. Từ A đến Z, bất cứ một người nào lên, ông đọc họ tên là gì, tên bố mẹ là gì, ngày tháng năm sinh là gì, nhà ở đâu, số tài khoản ngân hàng là gì, số điện thoại là gì, quá khứ là gì. Tất cả từ A đến Z, ông ấy đọc hết cho mà nghe. Mà nghe thấy không? Không có một cái gì được giấu được ông hết. Xong ông ấy cầu nguyện chữa lành. Nhưng cuối chức vụ của ông ấy thì nó lại có một cái vấn đề như này. Ông đấy lại diễn giải kinh thánh như thế này: không có Chúa ba ngôi, mà chỉ có một Chúa thôi. Lúc thì là Cha, lúc thì là Con, và lúc thì là Thánh Linh, chứ không phải là ba thân vị. Còn niềm tin của các hội thánh Tin Lành phổ thông ấy là có ba thân vị: Cha này, Con này, Đức Thánh Linh này. Ba thân vị hoàn toàn khác nhau, độc lập. Ví dụ như trong sách Matthew nói lúc Chúa Giêsu làm báp têm thì có tiếng nói từ trên trời phán rằng: này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường. Và có Thánh Linh ngự xuống như. Như vậy là có mấy nhân vật ạ? À? Ba. Giêsu ở dưới nước này, nước lên này, tiếng Cha nói này, Thánh Linh ngự xuống, như vậy đó là ba không ạ? Rồi nhiều chỗ khác nói, để từ đó nó mới sinh ra là một cái giáo lý là có ba ngôi vị, ba thân vị khác nhau, nhưng lại chỉ có một Chúa Trời. Tại sao chỗ nào nói một Chúa Trời? Giê-hô-va Đức Chúa Trời là có một không, không hai, rất nhiều chỗ. Thế thì đây là niềm tin chung này. Đức Chúa Cha là Chúa Trời, Đức Con là Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông này bảo không phải như thế. Ông này bảo rằng là
cha, con hay thánh linh cũng là một. Lúc thì hiện thân là cha, lúc thì hiện con là con, lúc thì hiện thân là thánh linh. Ông lại dạy như thế. Nhưng mà ông không phủ nhận Giê-xu là Chúa Trời nhé. Ông nói Giê-xu vẫn là Chúa Trời, thánh linh vẫn là Chúa Trời. Nó không giống như là các tà giáo khác. Các tà giáo khác ấy, thì là người ta phủ nhận luôn Giê-xu chỉ là người ấy, là con Chúa Trời chứ không phải là Chúa Trời, hay thánh linh không phải là Chúa Trời. Thì đấy là những cái tà giáo rất rõ. Nhưng mà ông này không phủ nhận điều đấy, mà ông chỉ nói rằng là ba là một. Thì từ đấy nó lại nảy sinh ra một cái vấn đề như này: không bắp tem trong danh Cha và Thánh Linh nữa, mà chỉ bắp tem nhân danh Giê-xu thôi. Dạ. Sau khi ông ấy chết thì các môn đồ của ông ấy tìm cách để phổ biến niềm tin này đi khắp nơi trên thế giới. Và ông ấy viết cả sách nữa. Tôi tình cờ tôi đọc được sách của ông ấy khi tôi bị mắc kẹt ở Myanmar. Thì ông ấy phân tích như vậy. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, ông này là tiên tri thật hay tiên tri giả? À, một người nói giả phải chứng minh. À, chỗ này thì sai gì? Ý này vậy. Rồi. Nhưng mà tôi đang hỏi ông này là ông tiên tri thật hay tiên tri giả này? Ông ấy chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Đám tang của ông ấy thì là một trong những đám tang đông nhất trong lịch sử. Người khắp nơi bổ vẻ bởi vì quá nhiều người nhận được sự chữa lành và nhận được sự giúp đỡ từ ông ấy qua chức vụ của ông ấy. Rồi, mọi người trả lời đi, thật hay giả nào? Tại sao là thật? Tại sao là giả? Rồi, thật. Tại sao thật, tại sao là giả? Như vậy là cái này là sai đối với chúng ta đúng không ạ? Đối với niềm tin của chúng ta phân tích dựa trên Kinh Thánh, nhưng niềm tin của ông ấy là đúng. Đúng với ông ấy nhưng mà lại sai với mình. Còn mình thì lại sai với ông ấy. Tất nhiên là mình có cơ sở Kinh Thánh để chứng minh cho niềm tin chung này là của mình là đúng. Thế thì như vậy bây giờ tạm thời chúng ta cho cái niềm tin của ông này là sai đi. Thế còn những cái việc làm khác thì không có sai đúng không ạ? Thế bây giờ ông này là giả hay thật? Thật hay giả? Dạ. Nhưng mà các quyền được bái khoa nó có biết hết không? Nó chỉ biết một phần đấy, nó không biết hết được đâu. Nó có nói được nhưng không nói được hết. Nó không toàn chi. Ma quỷ nó không toàn chi. Nó biết rất nhiều nhưng nó không phải biết toàn chi. Nó không giống giống như Chúa. Thật hay giả, mọi người phải cho, phải có lý lẽ hẳn hoi chứ. Chứ mình cứ vội vàng mình kết luận người ta, có khi mình phạm tội phán xét không biết nữa. Vẫn thật thì tại sao? Dạ. Ừ. Rồi. Rồi, có người nói là thật vì ông ấy vẫn tôn cao Giê-xu, còn người khác thì sao? Rồi mọi người thảo luận đi, thật hay giả nào? Giả, giả, thật, thật. Nào, thật hay giả?
Rồi. Bây giờ tôi cho quý vị một trường hợp còn khó hơn nữa này. Rồi. Tiếp này, trường hợp này còn khó hơn nha nhá. Trường hợp này không phải tin lành mà là công giáo. Rồi quý vị lắng nghe đây này. Trong hội thánh công giáo thì nó có một cái mục vụ là mục vụ giải cứu. Họ có huấn luyện về vấn đề cầu nguyện giải cứu đuổi quỷ. Và một số linh mục đuổi quỷ cũng hữu hiệu, nhưng không phải chỉ tin lành đâu quý vị nha. Quỷ cũng ra đấy. Và tôi không nghĩ rằng là người ta diễn đâu. Mà thật luôn. Nhưng cùng một lúc họ vẫn cầu nguyện với Đức Mẹ Mary. Thì cái đấy là thật hay giả? Các linh mục đuổi quỷ đấy là thật, họ là người của Satan hay người của Chúa? Thật hay giả? Dạ. Mọi người thảo luận đi, thảo luận đi cho mọi người thảo luận. Thật hay giả? Nói thật hay giả cũng được, nhưng mà quý vị phải chứng minh chứ. Thảo luận trong nhóm. Một số vị linh mục công giáo đuổi quỷ mà quỷ cũng ra khỏi người ta. Thế đã là linh mục công giáo thì người ta ở trong đấy thì phần lớn là người ta vẫn cầu nguyện với Đức Mẹ Mary. Thì tôi hỏi là cái việc người ta đầu cầu nguyện đuổi quỷ như vậy và với những cái linh mục mà làm như thế thì là phép lạ đấy là đến từ Chúa hay từ quỷ? Giả hay thật? Nói cái gì cũng được nhưng phải chứng minh. Rồi thảo luận trong nhóm trước, thảo luận trong nhóm trước. Rồi. Nào, thật hay giả nào? Giả. Rồi ai giả giơ tay đâu? Rồi, cảm ơn. Thế những người nào nghĩ là thật thì giơ tay nào? Rồi, người nào không biết thì giơ tay nào? Ông Phaolô dạy chúng ta là trong mọi sự phải suy xét này đấy. Bình tĩnh. Đừng vội xét án. Cứ suy xét. Không chết ai cả, mình cứ suy xét. Nhưng mà mình mà vội nhỡ đâu sai cái là mình dở đấy. Lại phạm tội phán xét tôi tới của Chúa. Nhưng mà nếu mà mình tin ngay thì cũng có khi bị lừa không chừng. Mọi cái cứ bình tĩnh suy xét. Mình có thánh linh, có kinh thánh mà không sao. Rồi. Nói ông này trước nhá, rồi nói ông linh mục công giáo sau. Rồi. Ông này ông có tôn cao Chúa Giêsu không? Ông có nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện không? Rồi. Và kết quả nó có đem lại sự khích lệ, sự gây dựng? Có đúng không ạ? Rồi. Thì vấn đề
Người ta về sau này người ta mới nói như này này. Ông A.A. Allen là một tiên tri thật của Chúa nhưng là một giáo sư sai. Ông ấy diễn giải Kinh Thánh sai. Sai là sai về vấn đề này chứ không phải tất cả mọi cái đều sai. Nhưng ông vẫn là người thật của Chúa. Nhưng mà cái tệ hại của nó là cái sai của ông là nằm ở trong cái sai, trong một trong những cái giáo lý cơ bản nhất của đạo Chúa. Sai trong những cái khác thì người ta còn hiểu, bởi vì nhận thức mỗi người khác nhau, nhưng mà cái này là thuộc về giáo lý cơ bản. Mà nó lại còn dẫn đến cái kết quả tệ hại nữa, làm cho hội thánh chia rẽ. Chia rẽ ở cái là những người đi theo ông lại đả kích được, ồ mấy tất cả ông kia sai, ông này sai hết. Tất cả sai hết rồi. Không, mới chưa nói đến hủy diệt. Người của ông ấy thì lại đi chỉ tội những người khác là sai hết rồi. Đấy, thì những người khác lại đi bắt đầu bắt bẻ ông là sai, những người của ông là sai, thì nó tạo ra sự phân rẽ trong hội thánh. Hội thánh nói chung chứ tôi không phải nói một hội thánh nào đó. Hội thánh ở trên toàn cầu á. Đó, và bây giờ lại đi, từ đó lại dẫn đến một cái việc là loàn bắt đem chỉ trong tranh Chúa Giêsu thôi, thì bắt đầu lại làm cho rất nhiều người bối rối. Kinh Thánh nói là nhân danh Cha Con Thánh Linh là bắt đem, bây giờ lại chỉ bắt đem trong danh Chúa Giêsu. Cái này nó khác với cái niềm tin của cái ông Francis Hùng ấy nhá. Mọi người để ý cái ông Francis Hùng với ông cái gì nhỉ? Ông gì tôi quên tên rồi. Cái ông Francis Hùng là ông ấy dạy là Giêsu không phải là Chúa Trời lại khác nhé. Mà ông không phải, ông này ông là Giêsu vẫn là Chúa Trời. Không phải là mình được sức giàu, có nghĩa là tất cả mọi cái mình hiểu biết đều là đúng hết. Cho nên có một câu Kinh Thánh ấy, lời Chúa dạy là Cô-rinh-tô là gì? Tiên tri làm sao? Phục, suy phục các tiên tri. Tiên tri suy phục các tiên tri là thế nào? Anh chị em hiểu thế nào về câu này nói tiên tri suy phục các tiên tri? Ông đừng nghĩ là thần Chúa cảm động tôi không cần nghe ai hết. Ông nói như thế là rất kiêu ngạo. Mà như thế rất dễ dẫn đến việc sai lệch. Thần Chúa cảm động đông, cảm động tôi, nhưng mà thần Chúa cũng cảm động người khác và cảm động tất cả mọi người. Cho nên tiên tri suy phục các tiên tri là tiên tri thật của Chúa sẽ lắng nghe nhau. Chứ không phải là ông cứ nghĩ thần Chúa cảm động tôi là tôi nói cái gì là tất cả mọi người đều phải nghe hết, không cần phải suy xét gì, là rất dễ dẫn đến lệch lạc. Và tiên tri thì nó sẽ đi cùng với một cái chức vụ là sứ đồ và giáo sư. Quý vị thấy không, trong sách Công Vụ đoạn 13 là có tiên tri và có giáo sư. Và tiên tri thì thường ở dưới chức vụ nào? Sứ đồ. Trong các chức vụ thì sứ đồ với tiên tri luôn luôn đi song hành, nhưng mà sứ đồ bao giờ cũng đứng hàng đầu. Bởi vì ông tiên tri thì ông chỉ nghĩ cái việc là cầu nguyện lắng nghe tiếng Chúa nói ra. Nhưng cái người giáo sư rất sâu và rất giỏi Kinh Thánh. Cho nên cái nhìn nhận của người giáo sư rất là cân đối và rất là chắc chắn. Ngược lại ông sứ đồ thì vừa nhận được sự mặc khải, vừa có cái sự hiểu biết rất sâu từ lời Chúa. Cho nên là tiên tri là phải phục các tiên tri là như vậy đấy. Tiên tri phục tiên tri, tiên tri chứ không phải tiên tri độc lập. Quý vị không? Không có tiên tri nào độc lập ấy. Tất cả các tiên tri đều lắng nghe nhau hết. Phao-lô có lắng nghe Phi-e-rơ không? Chỗ nào trong Kinh Thánh nói Phao-lô lắng nghe Phi-e-rơ? Đố anh chị em. Đúng rồi. Phao-lô có học từ ai không? Có học từ sứ đồ nào không? Phao-lô học trực tiếp từ nơi Chúa. Học trực tiếp từ nơi Chúa. Nhưng mà Phao-lô phải đến tận Jerusalem để trình bày đức tin của mình đối với Phi-e-rơ. Tại sao phải trình bày? Trình bày đây không có nghĩa là Phi-e-rơ lãnh đạo.
tôi phải khai trình công việc của tôi đối với sứ đồ Führer. Không phải như thế. Mà Führer, Giăng Gia Cơ là những người sống cùng thời Chúa Giêsu, họ là cái chuẩn của đức tin lúc đó, được nghe lời dạy dỗ trực tiếp từ Chúa Giêsu. Còn đâu Phaolô thì nhận một cách siêu nhiên trong sự mặc khải, chứ không phải là sống cùng thời ăn ở và nghe tiếng của Chúa Giêsu nói. Nên mặc dù là Phaolô, ông biết chắc cái điều đấy đến từ nơi Chúa, chứ không phải là quỷ Satan giả dạng để mà lừa dối Phaolô. Ông biết điều đó đến nơi Chúa, nhưng ông vẫn phải về Jerusalem để trình bày đức tin của mình và nhận sự chúc phước từ Phi-e-rơ. Phi-e-rơ không cai trị đức tin trên Phaolô nhé. Nhưng khi Phaolô về trình bày đức tin, đây là đức tin tôi nhận từ nơi Chúa, có gì tương phản với các anh em không? Và điều đó nó cũng tạo ra một cái cơ sở pháp lý về mặt tinh thần nữa, để cho những người mà Phaolô giảng dạy, những người Do Thái khác tin cậy Phaolô, bởi vì Phaolô có sự chúc phước của Phi-e-rơ. Những người Do Thái thì tin Phi-e-rơ, thì bây giờ Phi-e-rơ lại chúc phước cho Phaolô, như vậy chức vụ của Phaolô được sự ưng thuận của Phi-e-rơ. Nên chúng ta thấy không? Thánh Linh mặc khải cho mình không có nghĩa là một mình một thế giới, mình không cần nghe ai, là rất nguy hiểm. Những cái người mà đi sâu vào ân tứ tiên tri rất tốt, nhưng nếu như không có các chức vụ khác đi bên cạnh, rất dễ dẫn đến lệch lạc. Cứ hơi một chút là nghe tiếng Chúa, Chúa phán, cực kỳ nguy hiểm. Tất nhiên chúng ta nhạy bén với Chúa là tốt, nhưng mình luôn phải nhớ một điều rằng cái người tiên tri là vận hành dựa trên linh cảm, còn cái người giáo sư là vận hành dựa trên lời đã được chép. Cho nên ông tiên tri vẫn phải phục ông giáo sư, mà ông giáo sư vẫn phải phục ông tiên tri. Bởi vì ông giáo sư vận hành trên lời đã chép là Kinh Thánh, đôi khi khô hạn quá, không có sự mặc khải nào mới, không có một cái sự bày tỏ nào mới từ nơi Chúa, thì nó khô hạn đấy thôi. Cho nên khi mà hội thánh mà không có chức vụ tiên tri, hội thánh rất dễ khô hạn, chẳng có cái gì mới hết này. Mà hiểu những cái đã chép còn hiểu không ra hơi, không đâu vào đâu. Cho nên tất cả chức vụ đều cần hết. Nhưng mà nếu mà một chức vụ nào mà nói là tách ra khỏi cơ thể và nói là không cần ai nghe ai hết thì cực kỳ nguy hiểm. Tiên tri phải luôn luôn đầu phục các tiên tri. Quay trở lại ông A.A. Allen này. Ông ấy là một đầy tớ thật của Chúa, nhưng mà không phải tất cả mọi cái ông ấy giảng dạy đều đúng hết. Cái nhận thức ông ấy về cái điều này nó không có đúng, thì mình nói là cái này nó không có đúng thôi, chứ mình không nói ông ấy là tiên tri giả. Vì ông ấy vẫn tôn cao Chúa Giêsu, ông nhân danh Chúa Giêsu mà đuổi quỷ chữa lành ấy mà, và kết quả là người ta được lành ấy mà. Còn ông nói là ông là thật, ông có đố ông cầu nguyện được cho người ta được lành, ông có cầu nguyện được cho bao nhiêu người được lành bệnh chưa? Ông cứ bảo ông là thật mà ông bảo người ta là giả, thế ông đã cầu nguyện được cho ai được lành chưa? Đó. Rồi nói đến cái việc nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta lại phải để ý một điều nữa là không rơi vào trong cái tâm thế của một người gọi là theo chủ nghĩa ngôn từ. Chủ nghĩa ngôn từ là gì? Chủ nghĩa ngôn từ là đã cầu nguyện là phải nói chữ Giêsu ra mới được, còn không nói Giêsu ra không được. Nên lại còn một số người lại còn rơi vào trạng thái như này nữa này. Đã là Giêsu chưa đủ, phải là nhân danh Đức Chúa Giêsu ở Nazareth thì mới đủ. Vì trong Kinh Thánh có nói rằng ta nhân danh Đức Giêsu ở Nazareth, đúng không? Thế thì bây giờ người ta lại biện luận rằng thế thì mình cũng phải nhân danh Giêsu ở Nazareth. Có nhất thiết không? Tại sao có, tại sao không? Bởi vì chúng ta không hiểu cái gốc rễ của vấn đề. Giêsu, cái tên Giêsu ấy nó xuất phát từ cái tên Joshua. Joshua là Joshua đấy. Thì đọc nái lái thành Giêsu. Cái tên Giêsu ấy nó đến gốc từ của nó là Joshua mà. Joshua là đấng giải cứu, đưa dân Israel vào xứ Canaan đấy. Thì cái tên Giêsu là một tên phổ thông, rất nhiều người cùng đặt tên là Giêsu. Thì để phân biệt Giêsu con của Mary
sinh ra bởi một trinh nữ thì người ta thêm một cái chữ là Nazareth để mọi người phân biệt là Giê-xu đấy nhưng mà Giê-xu khác. Cho nên người ta phải thêm từ này vào. Thế còn bây giờ mình đã nói chữ Giê-xu thì có cần phải phân biệt như thế không? Có mấy Giê-xu? Đối với mình thì có mấy Giê-xu, chỉ có một Giê-xu, người ngoại bang đâu có biết là Giê-xu nào khác đâu. Thành ra mình có muốn nói Giê-xu Nazareth hay không nói Giê-xu Nazareth đâu có quan trọng. Này con này còn phân biệt là đã nói Chúa là chưa đủ, phải nói chữ Giê-xu vào mới đủ. Thực ra đấy, cái gốc rễ của vấn đề nó là sự kết nối. Cho nên nhớ cái câu chuyện của trong sách Công Vụ về bảy con trai Sê-va mà người đọc đến chưa? Bảy con trai Sê-va thấy Phao-lô đuổi quỷ thì người này cũng, bảy người này cũng nhân danh Giê-xu mà Phao-lô giảng dạy đuổi quỷ, thì quỷ ấy nói làm sao? Giê-xu ta biết, Phao-lô ta biết, còn các ngươi là ai? Nó đánh cho tan tành, không còn quần áo nào che thân, chạy trốn đi. Thế tại sao Giê-xu mà Phao-lô đuổi thì quỷ nó nghe, mà cũng là cái danh Giê-xu đấy mà mấy người kia đuổi thì nó lại không nghe mà nó lại đánh lại? Bởi vì bảy người đấy đâu có phải là con cái của, đâu có mối liên hệ gì với Chúa Giê-xu đâu. Họ sử dụng danh Chúa Giê-xu nhưng lại không có mối liên hệ gì với Chúa Giê-xu thì đâu có uy quyền. Uy quyền nó nằm ở sự kết nối. À, rồi nó lại nảy sinh ra những cái vấn đề rất phức tạp và đôi khi chúng ta phải hiểu bản chất vấn đề. Không, nó gây ra rất nhiều sự chia rẽ trong Hội Thánh Chúa. Có một số người bây giờ lại có một cái phong trào ở trên thế giới là không được gọi là Giê-xu. Trong tiếng Anh là Jesus không được gọi mà phải gọi là Giê-sùa. Tiếng Do Thái tên của Chúa Giê-xu đọc là Giê-xua. Giê-xua. Cho nên bây giờ đã là tên, người ta biện luận rằng là không thể nào mà anh thích đọc kiểu gì đọc, anh phải đọc là Giê-xua theo tiếng của người Do Thái mới được. Giê-xu Christ thì đọc là Giê-xu Amasia. Quý vị nghĩ thế nào? Đúng rồi đấy. Trước tôi đi sang Malaysia, ở nhà một cái ông này cũng rất tốt, chăm sóc tôi rất nhiều. Nhưng ông ấy rơi vào cái trạng thái này. Mà ông ấy thậm chí ông còn nói là cái chữ Jesus trong tiếng Anh là quỷ. Mà tôi là người đi cầu nguyện đuổi quỷ rất nhiều. Tôi nói tiếng Anh là Jesus, tôi nói tiếng Việt là Jesus, mà tôi nói tiếng gì chăng nữa con quỷ nó vẫn nghe mà nó vẫn sợ, nó vẫn chạy ra. Mà tôi không biết ông ấy đuổi quỷ bao giờ chưa, mà ông ấy cứ chạy theo cái chủ nghĩa của từ ngữ này, ông ấy nói phải là Jesus mới được, còn không được. Mà bây giờ nó có cả một cái bản dịch, người ta làm là để các cái danh xưng của Chúa đó bằng tiếng Hebrew. Thì bản thân nó không sao cả, nó tốt. Anh đọc là Jesus, đọc đúng theo tiếng Hebrew cũng được, không sao cả. Nhưng mà nếu anh đặt nó làm một cái trọng tâm rằng là bắt buộc phải phát âm như thế thì là sai. Tên mẹ đẻ của tôi là Duy. Thì rồi khi tôi làm việc ở bên Malaysia, các bạn Việt Nam gọi tôi là Huy. Rồi những người Malai thì gọi tên là Abraham. Vì tên tiếng Anh tôi có là từ Abraham mà lấy tên Kinh Thánh. Mà cứ nói đến Abraham là tất cả mọi người đều biết là để chảy đến cái nhân vật này. Máu đỏ da vàng từ Việt Nam sang. À, mà nói đến Huy cũng nhân vật này, mà về Việt Nam nói đến Duy cũng nhân vật này. Thế nên cái gốc rễ của nó không phải nằm ở là ma quỷ nó sợ mình khi mình nói phát âm, mình phải phát âm chuẩn thì nó mới sợ. Hay là khi mình nhân danh Chúa Giê-xu để cầu nguyện với Đức Chúa Cha để phát âm đúng cái âm này thì Đức Chúa Cha mới nghe. Chúng ta được làm con Đức Chúa Trời bởi cái gì? Bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu chứ không phải là bởi phát âm chuẩn cái danh của Ngài. Khi chúng ta có đức tin là chúng ta trở thành con của Đức Chúa Cha rồi, Đức Chúa Trời rồi. Nói đến con là nói đến cái gì? Mối liên hệ. Còn vào mỗi một ngôn ngữ, bởi vì cái đặc điểm của ngôn ngữ ấy là có những từ ngữ mình phát âm được, có từ ngữ mình không phát âm được. Ví dụ như chữ Giê-xu Christ này cũng là đau đầu lắm này. Đây là một từ mà tôi thấy rất là đau đầu với Kinh Thánh tiếng này. À, tiếng Anh mình đọc là Christ đúng không? Tiếng Việt mình đọc là Christ. Nhưng mà nhiều người đọc là Chít.
Nhiều người đọc là khít, nhiều người đọc là quýt. Nhân danh Chúa Giêsu chít kít, đủ các thử lung tung. Thế bây giờ để cho dễ đọc thì người Công giáo họ dịch là Chúa Giêsu Kitô. Người Tin Lành ở bên Trung Quốc người ta cũng đọc là Chúa nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Rồi mình thì lúc thì bản tiếng Việt thì mình không có chữ Kitô, nhưng mà lúc thì dịch là Cơ Rê Tiên, lúc thì dịch là Cơ Đốc Nhân. Thế bây giờ Chúa Giêsu Cơ Đốc cũng là từ cái chữ này ra, Chúa Giêsu Cơ Rê Tiên đấy mà. Mọi người nhớ trong công vụ dịch là Cơ Rê Tiên, cái bản dịch cũ không ạ? Cơ Rê Tiên chính là Cơ Đốc Nhân ấy. Bây giờ Chúa Giêsu Cơ Rê nghe nó lạ miệng quá, lạ tai quá. Chúa Giêsu Kitô. Thì bây giờ nhân danh Chúa Giêsu Kitô hay Cơ Đốc hay là cái gì thì chúng ta đều được nhận hết. Bởi vì cái gốc rễ của nó nằm ở trong mối liên hệ với cái nhân vật này, chứ không phải là mình cứ phải đọc đúng chuẩn theo cái tên của cái nhân vật đấy. Nếu mình đọc được chuẩn được thì tốt, mà mình không có đọc chuẩn được thì cũng không sao, chứ không phải là mình bắt buộc mình phải đọc chuẩn. Riêng cái từ này là đã khó chưa, rồi đến chữ tiếng Anh nhân tiếng Hebrew nhé. Jesus Christ, Jesus Amashia, Hamashia cái gì đấy, tôi nghe bao nhiêu lần bây giờ tôi đọc vẫn chưa được. Quý vị thấy không ạ? Cho nên chúng ta không rơi vào trong cái chủ nghĩa của từ ngữ này, mà điều quan trọng nhất là uy quyền đến từ mối liên hệ của chúng ta đối với cái nhân vật đấy. Có câu hỏi gì không ạ? Dạ. Rồi. Câu hỏi đấy sẽ được trả lời vào phần học đến đuổi quỷ. Chờ một chút. Hỏi những cái này. Bây giờ đến ông linh mục Công giáo đây. À. Khó trả lời hả? Ngày xưa tôi nghĩ rằng người Công giáo là xuống địa ngục hết. Còn người Công giáo thì nghĩ là Tin Lành xuống địa ngục hết. Tại sao chúng ta nghĩ người Công giáo xuống địa ngục hết? À, tiếng lạ đấy hả? Và các ân tứ thánh linh thì có một số linh mục Công giáo tin. Phần lớn là không. Không là do họ không được tiếp cận. Còn khi họ được tiếp cận ấy, thì họ cũng vận hành rất là mạnh mẽ. Và một số linh mục Công giáo họ được tiếp cận với cái những cái bài học về ân tứ thánh linh, họ cũng được bắt ra thánh linh, cũng đuổi quỷ chữa bệnh các thứ, và họ cũng dạy lại cho giáo dân của họ. Nhưng mà thường là họ cũng sẽ bị gặp cái sự phản kháng rất là mạnh mẽ từ giáo hội. Nếu mà mình bảo họ thờ thì không đúng đâu. Họ không thờ các vị thánh mà họ kính, họ dùng cái từ là kính. Kính các vị thánh chứ họ không thờ các vị thánh. Dạ, có cầu cả Chúa Giêsu, nhưng mà có khi cầu với Đức Mẹ nhiều hơn. Dạ, thì đấy là những cái niềm tin nó bị pha tạp rồi. Đấy, nhưng mà niềm tin chính thống của họ là không có cho Phật vào đấy, không có thờ ông bà tổ tiên trong đó. Bây giờ thì bắt đầu nó đang bị pha tạp dần. Thấy là có một trước đây em nghĩ rằng là người Công giáo thì trong một hết rồi, nhưng bây giờ là em thấy là không phải thế, mà cái môi trường người Tin Lành thì dễ đến với Chúa, kết nối với Chúa hơn, thì họ được kính nhiều hơn. Và người Công giáo thì họ cái mô hình họ nó khó kết nối với Chúa Giêsu hơn. Nhưng cũng có một số người là cũng cứ giữ Chúa Giêsu vững chắc thì họ cũng được tín mà. Dạ. Thế như vậy là bây giờ chúng ta xem nhé, có một người Công giáo thì có nhiều cái điểm chung với người Tin Lành, đặc biệt là giáo lý Chúa Ba Ngôi.
trong đó thì cũng có nhiều điểm khác biệt, và trong điểm khác biệt đấy thì có những điều chúng ta cho là sai nền tảng giáo lý, ví dụ như là những cái liên quan đến Đức Mẹ Mary này, như là Mẹ Mary đồng công cứu chuộc với Chúa Giêsu là lệch kinh thánh này, hồn xác lên trời này, nữ vương ban bình an vân vân này, rồi ngục luyện tội này hoàn toàn đi ngược với kinh thánh này, rồi cái gì nữa, cho việc thờ người chết, thờ ông bà tổ tiên ấy, gần đây bắt đầu họ cho, ngày xưa là không đâu, chính vì mà vì họ không thờ người chết cho nên mới bị đời chú Nguyễn, các đời chú bị bắt bớ và giết đạo rất nhiều nữa. Nhưng mà rất tiếc thế hệ sau này đã không giữ được cái điều đấy. Còn điều gì nữa? Không, nhưng cái đấy thì mình không nói, đấy vẫn là cái phụ. Ngay cả tin lành thì mình vẫn còn phạm tội tà dâm, có những người thấy cái đấy là cá nhân, mình không nói. Mình đang nói cái hệ thống niềm tin ý. Rồi thẩm quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng này, họ cho Đức Giáo Hoàng là vô ngộ, tức là không có sai gì về vấn đề đức tin. Bất cứ vấn đề đức tin nào mà Đức Giáo Hoàng nói ra đều đúng hết. Thì đây là một cái lệch lạc. Ngay cả Führer cũng còn Führer thì không sai về đức tin, nhưng mà sai về hành động. AEA lần được sức giàu như vậy mà vẫn còn có thể sai này. Cái gì đó? Chưa thấy, chúng ta trong lịch sử chưa thấy một Đức Giáo Hoàng nào mà được sức giàu như ông AEA lần này đâu. Quyền năng đuổi quỷ chữa lành xảy ra nhiều như thế mà vẫn còn sai. À, thì ngoài những cái vấn đề này ra, vân vân, còn những cái chi tiết khác nữa, đây là về cơ bản. Chính vì vậy là chúng ta mới tách ra không theo cái hệ thống Công giáo, mà đi sang một cái hệ thống khác chúng ta gọi là Tin lành. Thì mặc dù là có những cái này, nhưng họ vẫn cầu nguyện với Chúa Giêsu này, họ vẫn tin vào giáo lý Chúa Ba Ngôi này, họ vẫn tin vào thiên đàng địa ngục, thêm một cái nữa là có ngục luyện tội đó. Thế thì bây giờ mình có đủ khẳng định là tất cả những người ở Công giáo đều xuống địa ngục hết hay không? Thì nếu mà mình khẳng định như thế thì hơi chủ quan, quá chủ quan, khi mà mình nghĩ rằng là vì họ thờ hình tượng, rồi họ cầu nguyện với Đức Mẹ Mary, rồi có những cái sai mà mình kết luận tất cả những người Công giáo đều xuống địa ngục, thì cá nhân tôi thì tôi không có dám. Tôi không có dám nói như thế, vội quá. Nhưng mà mình sẽ thấy nhá, họ nhân danh Đức Chúa Giêsu để đuổi quỷ mà quỷ cũng ra này. Như thế thì là họ lợi dụng cái quyền của Chúa hay là quyền của quỷ? À, anh chị em, các linh mục Công giáo vẫn cầu nguyện với Đức Mẹ Mary, nhưng mà họ quyền cầu nguyện Mary họ như này này. Niềm tin người Công giáo đôi khi nó bị đối lập nhau. Ví dụ như có chỗ thì họ dạy rằng là nhờ Đức Mẹ Mary cầu bầu. Chúng ta hiểu cái từ cầu bầu không? Là cầu thay. Tức là mẹ sẽ đứng gần con hơn, nên nhờ mẹ nói với con một câu, nhờ mẹ Mary nói với Giêsu một câu thì nó sẽ nhanh hơn là mình cầu nguyện trực tiếp. À, thế còn cho nên họ dùng cái từ là cầu bầu hay là cầu thay. Nhưng một chỗ khác thì họ lại phong Mary là người đồng công cứu chuộc. Đồng công cứu chuộc là khâu trung gian rồi. Đấy, thì đấy là những cái đối lập trong niềm tin của người Công giáo. Thì khi mà họ nói tiếng lạ, người Công giáo có nhiều người nói tiếng lạ, họ đuổi quỷ, thì cái quyền đấy là đến từ Chúa, Thánh Thần hay là đến từ quỷ Satan? Nhiều người tin lành thì nghĩ rằng là đến từ Chúa. À, xin lỗi, đến từ quỷ. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi không nghĩ đến từ quỷ. Cá nhân tôi nghĩ là họ vẫn có Chúa Thánh Thần. Tùy vào đức tin của mỗi một người, vì không phải tất cả mọi người Công giáo đều có đức tin thật nơi Chúa. Cũng như người tin lành thôi, đầy người đến nhà thờ nhưng đâu có phải đức tin thật từ nơi Chúa đâu. Hoặc là có khi bố mẹ đi theo Chúa, con cái vì truyền thống mà đi nhưng đâu có tin thật gì nơi Chúa đâu. Là tôi tin rằng là khi họ tin, ăn năn tội và tin nhận Chúa Giêsu thì họ được sự cứu chuộc. Và họ có Đức Thánh Linh ở cùng. Còn cái sai của họ thì mình nói họ sai. Không bao giờ là mình trộn lẫn cái sai với cái đúng, với cái đúng và cái sai với nhau.
cái gì của ông này là đúng thì mình bảo đúng, mà cái gì của ông này bảo sai thì sai. Chứ không phải vì vì ông ấy sai cái này mà mình kết luận ông là người của ma quỷ. Có câu hỏi gì không ạ? Thế còn anh chị em có tin của ai thì tùy anh chị em. Tôi tôn trọng cái niềm tin của anh chị em. Không bắt anh chị em phải tin rằng đấy là của Chúa hay là của quỷ. Thưa mục sư, là mới đầu em cũng bị cái cấp tốc mà em cũng phán xét luôn. Nhưng mà đúng ra là cái chỗ mà ông A lên để em nghĩ ngay là ông ấy giỏi rồi. Nhưng mà thực ra đúng là không phải giỏi như như mục sư giải thích. Đúng đúng vậy, bởi vì là con người chúng ta là bất toàn. Ai cũng có cái sai đấy, chẳng có ai là không có sai đâu. Và cái sai nếu mà chấp nhận được thì Chúa mới chấp nhận. Quan trọng là tin Chúa Giêsu và kết nối để được cứu á. Cái này có thể quan trọng nhất, gọi là Chúa xét tấm lòng của chúng ta. Giáo lý cơ bản nhất của Cơ Đốc giáo là gì anh chị em? Đó là giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi và cứu rỗi bởi đức tin. Khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giêsu cho được cứu. Đấy là giáo lý cơ bản nhất. Còn ngoài ra thì có những cái râu ria, chính vì cái râu ria đấy mà nó tạo ra rất nhiều sự khác biệt và nhiều giáo hội, nhiều giáo phái khác nhau. Có giáo hội thì người ta không chấp nhận cái việc dìm mình, có giáo hội thì bắt buộc phải dìm mình khi làm báp têm. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút nhé.